Kính chào quý vị và các bạn trên kênh Phá Án TV. Thưa quý vị, tử tù là những người phạm tội bị kết án tử hình. Họ đang đếm ngược thời gian để chờ ngày thi hành án. Chuyện trông coi những tử tù này khiến cho người nghe lạnh gáy. Những cán bộ quản giáo làm nhiệm vụ trông coi những người tù mang án tử không chỉ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mà họ còn phải thường xuyên chuyện trò, nắm bắt diễn biến tâm lý, tư tưởng của tử tù để có liệu pháp, đối sách hợp lý. Từ trước đến nay, công tác canh giữ phạm nhân mang án tử hình luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Bởi nơi đây có số lượng tử tù bị kết án, giam giữ thuộc vào diện nhiều nhất cả nước với 32 đối tượng. Cùng với đó, hệ thống nhà biệt giam ở trại tạm giam đã xuống cấp. Có những người bị kết án tử hình hơn 10 năm nhưng chưa được thi hành án. Đại úy Nguyễn Việt Hưng, người được giao nhiệm vụ canh giữ nhà biệt giam B2 với 16 đối tượng bị kết án tử, kể lại: một ngày của cán bộ quản giáo được tính từ lúc đi từng buồng biệt giam, gọi tử tù thức giấc để kiểm tra sự an toàn về con người, buồng giam. Tiếp đó, đều đặn một ngày 2 lần, các anh làm nhiệm vụ tháo cùm, mỗi lần 15 phút cho tử tù tắm rửa, vệ sinh cá nhân và ra ngoài buồng giam để vận động cơ thể. Mỗi ngày, tiếp xúc với tội nhân đang đếm ngược thời gian, chờ đợi ngày lên chuyến đò âm phủ. Cán bộ quản giáo luôn phải hỏi han, động viên về tâm lý, tình hình sức khỏe để nắm bắt tư tưởng, kịp thời báo cho bộ phận y tế khi có diễn biến không tốt về sức khỏe của tử tù. Trong 16 tử tù, Đại úy Hưng trông coi. Thâm niên ngồi xiềng lâu nhất là Trần Đình Phi, sinh năm 1976, trú tại bản Na Tộc, xã Quế Sơn, huyện Quế Phòng. Phi là ông trùm cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào, 8 lần tổ chức mua bán 59 bánh heroin, bị kết án tử tù năm 2006. Đến nay tử tù này nằm ở chốn biệt giam 11 năm. Hay tử tù Trương Văn Quang, sinh năm 1985, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, bị kết án tử vào tháng 9 năm 2016 sau khi gây ra cái chết cho ông Nathu Singh Solanki, có quốc tịch Ấn Độ. Từ khi vào chốn biệt giam, tử tù Quang tư tưởng không ổn định, luôn bi quan vì vừa bị HIV giai đoạn cuối, vừa bị án tử hình, nên xin cán bộ cho mình được viết đơn, được đi thi hành án sớm. Cũng tại khu biệt giam này, có nhiều tử tù số má như Phan Thanh Tòn, Vũ Đức Mạnh, Vũ Thành Trung. Phần lớn trong số này đều là án ma túy, có thời gian nằm xiềng tương đối dài, nên nhiệm vụ và áp lực của Đại úy Hưng là khá nặng nề. Hàng ngày phải gặp gỡ, trò chuyện để nắm bắt tâm lý, tư tưởng, để từ đó đưa ra liệu pháp an thần phù hợp với từng tử tù. Tử hình được hiểu là tước đi quyền sống của người bị kết án, loại trừ vĩnh viễn một con người ra khỏi đời sống xã hội, và vì thế nó chỉ được quy định áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và theo một trình tự pháp lý rất chặt chẽ. Chính sách hình sự ở nước ta đã thu hẹp các tội liên quan đến hình phạt tử hình, nên hình phạt tử hình chủ yếu được áp dụng đối với các tội phạm liên quan đến ma túy, giết người và một số ít hơn về tội hiếp dâm trẻ em hay tham ô tài sản. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hình phạt tử hình, nên sau khi bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật, không có kháng nghị giám đốc thẩm hay là tái thẩm và chủ tịch nước bác đơn xin tha tội chết, thì các phạm nhân sẽ phải thi hành bản án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc theo quy định của luật thi hành án hình sự. Theo luật thi hành tạm giữ tạm giam quy định, người bị kết án tử hình mà bản án đã có hiệu lực pháp luật, đang chờ thi hành án, việc phục vụ cho các hoạt động tố tụng của cơ quan có thẩm quyền hạn chế đặt ra. Do đó, việc thăm gặp đối với người bị kết án tử hình mà bản án đã có hiệu lực pháp luật, đang chờ thi hành án do giám thị trại tạm giam quyết định. Tuy nhiên, đối với người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì vẫn phục vụ cho các hoạt động tố tụng của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, việc thăm gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự đối với người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật được thực hiện quy định tại Điều 22 của luật thi hành tạm giữ tạm giam. Việc tổ chức thăm gặp phải bảo đảm tuyệt đối an toàn theo khoản 2 Điều 37. Ngoài quyền nghĩa vụ người bị kết án tử hình theo quy định tại các điều của luật thi hành tạm giữ tạm giam, cơ sở giam giữ phải bảo đảm cho người bị kết án tử hình thực hiện quyền kháng cáo, quyền đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, quyền xin ân giảm án tử hình theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quyền khác của người bị tạm giam theo quy định của luật này. Trường hợp người bị kết án tử hình có quyết định ân giảm xuống tù chung thân hoặc có bản án giảm xuống tù chung thân, tù có thời hạn, thì thủ trưởng cơ sở giam giữ chuyển người đó đến nơi giam giữ người chờ chấp hành án phạt tù. Trường hợp hủy án để điều tra lại thì thủ trưởng cơ sở giam giữ chuyển người bị kết án tử hình đến buồng tạm giam để phục vụ hoạt động điều tra, theo khoản 3, khoản 4, điều 7. Trại tạm giam phải tổ chức buồng riêng hoặc khu riêng để giam giữ người bị kết án tử hình. Trong quá trình quản lý tạm giam người bị kết án tử hình, nếu xét thấy họ có biểu hiện bỏ trốn, tự sát hoặc có hành vi nguy hiểm khác, thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc cùm một chân và tổ chức theo dõi, quản lý, ngăn ngừa, theo khoản 6 điều 37. Người bị kết án tử hình, nếu xét thấy họ có biểu hiện bỏ trốn, tự sát hoặc có hành vi nguy hiểm khác, thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc cùm một chân. Đây là một trong những hình thức kỷ luật khi người bị kết án tử hình vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý, giam giữ. Việc cùm chân không vi phạm công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Vì tại điều 1 của công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, với mục đích thu thập thông tin hoặc sự nhận tội từ người đó hoặc một người thứ ba, trừng phạt người đó về một hành vi mà người đó hay người thứ ba đã thực hiện hoặc nghi ngờ đã thực hiện, đe dọa hoặc ép buộc người đó hay là người thứ ba, hoặc vì bất kỳ lý do gì khác dựa trên sự phân biệt đối xử dưới một hình thức, khi mà sự đau đớn hoặc chịu đựng đó được gây ra bởi hoặc với sự xúi giục hoặc với sự đồng ý hoặc sự chấp thuận của một nhân viên công quyền hoặc người khác đang thực hiện công vụ. Khái niệm này không bao gồm sự đau đớn hoặc khổ sở là kết quả đương nhiên hoặc là ngẫu nhiên của các hình phạt hợp pháp, theo điều 1, và bảo đảm thực hiện nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam, bảo đảm nhân đạo, không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại khoản 3 điều 4 và không vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm như tra tấn, truy bức, dùng nhục hình, các hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức xâm phạm nào khác đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ hoặc người bị tạm giam tại khoản 1 điều 8. Ngoài ra, thông tư số 39 của Bộ Công an quy định vào năm 2012 nêu rõ việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình trong giai đoạn từ khi họ bị tòa đã xét xử sơ thẩm kết án tử hình đến khi có quyết định thi hành án tại các trại giam do Công an Nhân dân quản lý. Theo thông tư, trại tạm giam phải tổ chức khu vực riêng để giam người bị kết án tử hình và phải có biển ghi rõ là khu giam người bị kết án tử hình. Buồng giam người bị kết án tử hình phải được xây dựng kiên cố, bảo đảm đủ ánh sáng, có cùm chân và được trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để theo dõi, giám sát. Mọi sinh hoạt của người bị kết án tử hình đều được thực hiện trong buồng giam. Trường hợp người bị kết án tử hình có biểu hiện tự sát, chống phá, trốn khỏi nơi giam hoặc có hành vi nguy hiểm khác thì có thể bị cùm một chân cả ngày và mỗi tuần được đổi chân cùm ít nhất một lần. Mỗi ngày được mở cùm chân một lần, mỗi lần không quá 15 phút để người kết án tử hình đi làm vệ sinh cá nhân. Trước khi mở cùm chân, phải được sự đồng ý của giám thị trại tạm giam. Khi cán bộ quản giáo mở cùm chân, phải có cán bộ hoặc là chiến sĩ vũ trang bảo vệ giám sát chặt chẽ. Giám thị trại tạm giam phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời người bị kết án tử hình, trốn hoặc là tự sát cũng như là có hành vi nguy hiểm khác. Cùng với đó, giám thị trại tạm giam phải có kế hoạch, biện pháp giáo dục, động viên tư tưởng đối với người bị kết án tử hình để họ chấp hành nghiêm nội quy trại tạm giam, nhận rõ tội lỗi, tích cực tố giác tội phạm để được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Trại tạm giam phải bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, quyền kháng cáo, quyền xin ân giảm án tử hình của người bị kết án tử hình theo đúng quy định của pháp luật. Khi người bị kết án tử hình có đủ điều kiện được ân giảm, chuyển từ hình phạt tử hình thành tù chung thân theo quy định tại điều 35 Bộ luật hình sự năm 1999 thì giám thị trại tạm giam phải thông báo ngay bằng văn bản cho chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án biết để giải quyết theo thẩm quyền. Những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.